chuẩn bị đi chơi nữa. Bữa nay là ngày thứ năm rồi, mời còn ngày với ngày nữa là thứ bảy là về rồi. Cũng về ở đây năm sáu bữa rồi, năm bữa rồi. À, mướn chiếc xe này bự sức vậy cả nhà, hứa sớm nè, xe tôi vô thà xe này bị ngang bự dữ lắm. Nhà xe mới cảnh này nha, à, lối sớm nè đó nha. Này đó, này nó khu nữa cất nguyên VVC. Bữa nay đi đâu đây hai anh chị Sáu? Nay đi chỗ nào nữa đây? Hôm qua hôm đi vui không? Ok vậy hai để đưa lên. Đây bờ khu lúa xóm người sọt nè, nó cắt mấy dàn hà gãy đang dạ nhà ơi, ba rồi hai phòng ngủ ha, hai ngủ và ba cái giường. Cái phòng chủ nhân thì hai phòng tắm đứng và phòng tắm ngồi nằm, rồi phòng bên đây thì phòng tắm đứng với phòng tắm nằm, phòng tắm bự. Đó có mấy cái cây này cũng đẹp quá ha, nhà xem nè, đó. Đó nè, đó cô gái của Hoa Ly đó. Nó dễ thương đó, cái đây bên đây Mỹ thì có dội bông này nhiều lắm. Đó, có chỗ nó để rác dưới đó ha. Dạ. Đó nó thâu đó. Dạ. Chứ không phải nó vô tự ngay chỗ. Dạ, đem ra ngoài cho nó. Mình không biết mà để nó cứ. Đem ngoài cho nó. Lắm giờ mình đi ở bẩn mình đem tới ngày mình đem ra đi chị. Cái này mình có thì em bỏ ngoài cho nó lấy, nó có vô. Nó có vô trong đó. Chủ nó không có vô thì khỏi phức tạp vậy đó. Này cất giống với nhau không à? Ngày nhắc một chủ này thì mấy chục giống. Mấy chục cái đồng hồ này trên đường. Bữa nay đi đâu với tài xế nói nghe coi. Khắp thịt hả? Ok, hướng dẫn viên nói là đi khắp thịt khó thịt. Ok, nói chừng nói chạy mình không biết, mình nói chạy chạy thành kho thịt thế mẹ. Lan nè, đâu rồi? Nào hai đứa chặt nhớ khi sẽ ốp mặt cho hai. Bữa nay đi đâu nữa nè? Go where? Con đi. Biết. Con không biết. Rồi. Còn cái cô mà không cho đem cái banh bây giờ nó ốp mặt cho cái banh này. Bữa nay nó không biết rồi mà. Không, con kia nó ốp mặt vô cái trái banh rồi. Giận rồi, hồi nãy không cho đi, em đi đó. Ai đâu không cho đem đi. Bóng hả? Vậy nó mặc vô luôn. Làm gì? Bóng mua để chơi chơi. Làm gì tôi? Để nhà đó. Đề nghị đến để nhà mẹ đó. Mẹ tưởng để nhà sợ nó đem chơi. Sợ kìa đi đó. Chụp nó đi. Vô sắp bị nó nói đồ của nó. Ở ngoài nó. Ngoài nó mày đem theo để nói đồ của nó lấy lại. Rồi hỏi nó đi, có đi đâu, con nhỏ chỉ tiếng Việt rồi. Ha nè. Go where? Vô đi, tôi đây cô không biết. Thôi giờ chào ông bà cô chú quay cho đẹp lên coi, để hướng những cái nhân. Đâu Mày nói được cho nhiều về Dũng mới cho tiền nhiều. Nói vô đây nhiều quá vậy. Nó không biết. Có gì má làm chính cho. Chưa hết thì về mất hai con thỏ rồi. Nó chưa hay đó. Nó hay, hăng dịnh la nạ hay hả? Rồi, hay. Hồi đó bên vườn tôi cũng nuôi thỏ. Mấy người làm đó đem mình làm thịt đi, mình làm sao cà ghi với chị. Ý, có cho tôi ăn miếng ngon mềm, mà xỏ mềm mà thịt gà. Hồi đó tôi có ăn lần dịnh. Nó mềm hơn thịt gà chị hai. Ê chị sao? Dạ. Tôi hả, đa hệ, tôi ăn tới mấy chồng con mà tôi nghe tôi ăn sợ không chết. Tôi ăn thịt chó nhiều lắm. Bây giờ ba tôi nói là thịt chó tôi bổ nhà nghèo, ăn ấm người lắm. Ai ba tôi bán nhà hàng mà ai mà xuống mua tương đậu hay này nọ kia đồ dụng cụ nấu đó, ha, không có lấy tiền đâu. Nhớ xào lăn xào gì đó,
múc cho con gái tương tự là xong rồi. Nếu mà người ta thui rồi, người ta chưa nấu xong rồi mình đợi không được á, thì nhớ chặt cái đùi gấp tư đùi đi. Đang sướng à, dạ tôi làm cho tôi ăn, tôi ăn nhiều nhất. Nói tới già còn nó sợ cũng chết. Tôi chỉ có con rùa tôi chưa ăn thôi, tôi thấy cũng thèm lắm mà đều không dám mua. Mua vậy tôi thấy sợ lắm. Hồi bà nấu nhà hàng đó, có thấy mấy người đó, mấy người thợ phụ làm. Ông này ông làm rùa hầm thuốc bắc á. Tôi thấy chặt bốn cái hẻ đó. Mà cái mai rùa đó bán cho thì nước bắt được đó chị. Mấy người làm tôi á, họ đem đi dành lộn đi. Nó nói thôi giờ đừng dành lộn, đứa lấy mình đợt nào đứa ngày rồi lấy, đợt khác đứa khác lấy. Đó là Hảo nghỉ khoái đem đi. Tôi có ông TC phỏng vấn ở nhà, tụi nó dành lộn nữa. Rồi tôi ăn chuột nè, chuột nó đem đi ướp rồi đem nướng á. Trời, chuột đồng nó ra mỡ ngon chứ lắm. Chứ ngồi về mợ tôi mua không biết không làm mình nào tôi cũng hay. Mà chiên, trời ơi ăn quá ngon, thịt nó ngọt hơn thịt gà nó chị sao. Tôi có ăn rồi rồi. Trời ơi, tôi ăn đủ thứ, gắn đồ, gắn gì voi. Đem đi trụng nước sôi một cái dễ cạo da lắm. Nó ngay gắn à. Hồi xưa ở dưỡng vậy, ăn thùng lâm chuột, gắn nha. Gắn à, gắn hối kỳ đà vậy. Chị biết không? Ồ, chị biết không, gắn gì vô ăn nó giòn. Cái dai nó giòn mà gắn nước á thì nó mềm, nó xé gỏi vậy nọ thôi, nó cái gì thịt đâu nó dẻ. Như là nó mềm mát chứ. Tôi nay sáng tôi gọi muối tôi quên. Ngứa cổ người ta hồi vậy. Đâu được, tôi đâu có hồi đâu. Chị ho cái tư hồi tiếp cái tư ở đây không có bệnh. Ờ chị anh sáu ho người ta chị mà. Chị thấy tôi chị nhiều không tại vì tôi chót mà tôi bao cùi vậy đó mà nhiều tôi bao cùi tôi ngứa cổ mà cái hồi đó tôi đâu có bệnh. Nói xịt nè, trở lại nè, nói xịt nè. Không biết tới cây xăng này thì mình nè, xin tạm ngừng chút xíu nha cả nhà. Chút xíu rồi cái nào lạ quay tiếp. Bây giờ cắt cái lỗ xăng cho nó quẹo vô đây rồi nè. Lỗ xăng này đó. Ok. Mình thấy luôn ông bà ca sĩ Dương Be nha. Ok. Ok. Chuyến này hàng bà lên mà ảnh nhiều nhất á. Tôi không dám tới. Lên nổi luôn. Dạ, chào cả nhà đi ông bà ca sĩ. Dạ chào cả nhà. Nó đi du lịch ra nó chở đi đâu nữa. Đi đâu không biết coi chừng nội thịt kho nó. Nó chở tôi đi đâu rồi tôi đi đó. Nhà mua số 4 con này 2845 rồi đó. Thấy cái màu hai đứa chung đó. Bà kia bà lớn bà chùi. Gớm á. Cũng như mẹ nó hai cái là phải. Khác rồi người ta mới biết của đứa nào chứ không. Còn hai cái xanh không à. Ờ, có màu. Của đứa nào để cao lên. Một đứa thấp, đứa cao. Good for environment. Unlike you. Không, you don't think. Yeah. Quơ mặt. Cái này rất là lâu quá. Một cái nào của con gùi đưa cao lên. Con uống xong rồi hai của em một cái lên vậy. Chứ không lộn. Ừ, không phải cái này xăng. 2293. Cái kia 3.03 dầu hả? Ờ dầu này 2.93 cũng không có mắc. Cũng không có mắc. Mắc hờ hờ mấy tháng trước thôi. Hổm do Thái đánh 11 ngày đánh qua bên Philippines á.
rồi sức ép của Âu Châu á kêu ngưng á, chứ đâu thôi bính thêm nữa, tại vì nó làm hướng viên bà bảnh phỏng vấn là mấy người dân đó là những cái người mà quân của Palestine đó ra chung vô nhà dân á, rồi thục á, thục quả tiễn á, rồi bên Do Thái đâu có biết chỗ nào thục lên thì nó thục qua đó, rồi nói sao thục nhà dân là phần nguyên nhân là vậy đâu phải đó, rồi xong rồi chưa ngưng vậy mà người ta bên đây người ta ngưng đó, người quốc tế ép vậy mà bên dân bển đó là Do Thái thua, hỏi Do Thái gì là thua đó. Thôi ta tắt đi. Hai ngưng chút xíu nha cả nhà. Ok. Ở bên đây thì nó ngay nhà cao tầng thì cũng như là ngay cái thành phố mới có. Giờ vòng vòng thì mấy cái thao này thì nhà dân rồi có hơi thấp thấp. Thì sợ bão á. Bỗng cơn bão vừa đi qua thứ sáu đó. Đi qua thấy coi đài á thì thứ bảy thì đi xuống rồi. Cho em uống nữa không? Cho em uống. Cái đường nói này năm 545 ở mình nó bển thì 495. Gặp thì thấy mày quay thì không được kẹt cái máy kẹt cái chuẩn bị ngồi trong xe cái này. Mẹ hỏi người coi thầy mình nó giận nó đang chắc không cho uống. Mẹ ư hờn mát quá. Rồi. Năm mướn năm. Hai đứa là mặt chó mà. Uống ra không biết là nạt là. Ta này quá hả. Chị hai gì kỳ quá. Gì hết không? Ủa đây đâu có gì đâu. Chị hai á. Ưa tụi em. Ưa giận chứ. Cái này lên này nó hợi hợp. Nó không có để mấy chuyện nhỏ nhỏ đâu. Để không bằng, để không bằng. Nó không giữ. Cái cây này cái gì mà cái vàng vàng chị thấy không, cái gió vàng vàng là cái gì á, nó cái cây mà cái vàng vàng nó là cái gì á, cái nó đang tổ đó chị, tổ trái như trái cao vậy, vậy hả? Dạ trái đó trái dừa đi tiết ồ quá dừa đó chứ mà trên đó cây cao được ồ vậy hả, cây bấm vàng tổ đó đang tổ cái dạ dạ giải hoài vậy dạ tổ hoài vậy đó. Ừ. Nó ra bông bằng cái gì đó lưỡi lưỡi mèo á dạ nó tổ rồi. Ý chị người nằm giường mới rảnh cái mo tôi bị thương mãi mua bán. Mệt chứ không biết làm gì. Còn nó nào ta phải ghe ta đứng quơ rồi. Đứng quơ rồi. Ta đưa chắc. Hết giận ha. Bị chị kia chị uống hai cái món ăn một màu nè. Uống lộn một bà này bà lấy bà chùm có tỉnh. Bà lai rồi đâu. Gục đầu xuống. Để ý chị. Bây giờ mấy cái này cũng thường thường thôi, chưa có cái gì hơi xuất sắc chút xíu. Phải nghĩ
vậy đó, với voi đi đà. Chú này cháu qua mặt. Ờ, đúng rồi. Tôi chưa vô lại này lần đảo. Ờ, thấy nghe nó Cali tự vô mấy giờ này. Tôi vô cái cò với Banana rồi. Gái tôi thì nó vô bị chê nhiều. Nó có thẻ bị chê. Chị bỏ mua cái ghế tôi. Ở đây bớt được 700. Hỏi mà ghế nhiều kìa nó cười cười lắm. Chắc mấy ngàn. Đúng rồi. Ớt dữ vậy? À, ớt là 700 đâu. Thì cái ghế mấy ngàn mới góp 700. Để mình mua đồ mới không? À, à, thì nó mới cho cái tay mua cái đó. Đặc bà ông đi điều gì mà nổi. Cái ghế này biết sử dụng bao giờ. Ghế hai đứa lên ngồi bữa giờ chưa lên lên cái ghế này. Rồi em ra công viên á. Ghế ba đứa vào ngồi luôn. Lái luôn. Đứa nào cũng biết lái. Ok, vậy mình ngưng chút xíu ở nhà. Cái này là gần gú không mà. Để khi nào có phố xa mình sẽ quay. Làm giống như cây xoài ở Việt Nam mình vậy. Trời ơi, mùa xoài á. Lá non á, đem đi cái đổ bánh xèo á chị. Ờ, cái chua ngon á. Ở Việt Nam mình hồi đó má tôi mua lá lụ á. Tôi thì ăn xà lách hà. Má tôi ăn lá lụ, lá cóc. Rồi lá xoài. Lần nào cũng mua mấy cái lá lạ lạ. Tôi thì tôi ăn. Dạ, nó mỏng mỏng anh, nó vàng vàng. Cây đó in hết mọc phía sau. Cách đẹp. Ấp cái gì dựng tám ưa. Ờ đúng đúng rồi. Dựng tám ưa. Đâm cái hộp nó thổi phẹp phèo đó. Lá lụa chứ gì nữa. Dựng tám xuống lần nào cũng kêu anh Sáu xuống mét sông quấn cho ổng ăn gì đánh ông trầm ổng ăn. Chỉ ăn lá thôi hả chị? Dạ, dạ đúng rồi. Tôi nói còn cái thái của thấy nó mỏng mỏng mà vàng vàng. Ờ. Còn cái thái của nó là đâm thổi kèn. Ờ. Cái nước vô thổi không có. Ờ. Hồi xưa mình chơi đánh đũa rồi, rồi. 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 Nắng đất làm tu na đổ xuống cái bẹp rụng lỗ. Má chi. Nhà cái cây này chị nói thấy không nó mọc ra nè. Cô này ốm quá nè. Ông này mà gặp mấy người này ưa nó ốm mà. Có xe ta có miếng giấy đó chị kêu lên trên này nè đậu mấy chỗ này nè cây này giống cây vú sữa mà ở xứ tôi ở chỗ mà trà tim nó trời ơi vú sữa hộp gà không bây giờ là chùa chánh kiểu rồi chứ mong mộ vậy ờ tôi tưởng bằng nào tôi tưởng lá đây như mình nhân chút nữa cả nhà. Đây là cái bạc kim á. Bạc kim cái khu mo này nè. Đi đâu đó chị sao? Dạ đi shopping. Qua nha ok. Người ta đang kiếm chỗ đậu xe nè. Đây là cột tắt lại quá trời cái đầu. Nha. Hello, okay, say, go where? Hello, bye, mommy. Shopping sphere. Shopping sphere, okay, good. No, hello, bye. Amma. Okay, Amma đây. Anh nhận xe hả? Trời ơi, nó sợ bị xe nè, không? Tội nghiệp không? Vậy mà không cân sao được? Amma thấy xe nó dẫn má vô nè. Okay, Joey đẹp gái quá.
Rồi đẹp quá. Ma đẹp quá. Dạ, yeah, ma đẹp quá dạ. Ok, thank you. Nga. Thank you. Thấy xe lại thương nghiệp. Đây, đây. Chị thấy không? Nó thấy xe lại nó thấy xe lại cái nó kêu tôi vô nè. Nó sợ tôi, nó ham á, mau kéo tôi vô. Nó nè má đẹp quá thì nó vừa đẹp quá đi. Vậy nó. Nè ha. Đẹp cái không? Ok. Lần nào mà đưa cái máy ở đây kìa, nắm tay nè. Lần nào đưa cái máy cho nó là nó giơ tay lên liền. Nó ba mày đâu rồi? Chiếc xe này bị ngang bự lắm mấy chị. Tôi đi ngoài nhiều nhiều chiếc hết luôn. Mày ngang rộng quá. Này chị anh vòng cái chiếc bên đây không bự bằng á. Rồi tài xế nè, tài xế cũng làm biết kỳ mau nè. Ok. Nó giống già nó chị ơi, nó nói ngại nó chọc vợ con thiếu á. Ông xã nó tôi cũng vậy đó. Ông mà thấy ổng vậy nghiêm nghiêm gì chứ ổng thì ừa thiếu á. Nè nó thấy xe nó dẫn cái ông vô à, nay mai tôi nhìn xe. Còn nói với thằng mát hả? Đi đâu rồi? Kéo tôi rồi, sợ tôi quay phim lâu. Nè, má làm đẹp con nè. Ok, good. Này, trên đường đi nè. Cái gì, có hai mẹ con còn đây đứa anh chị. Nè, má mày đưa chưa? À, má. Đưa lên toàn thế giới luôn. Ok Zoe. Lại nắm tay lại sợ. Ok. Zoe cũng hay đẹp. Đi đâu rồi? Rồi. Sếp Vinh chưa phải tiếng Việt. Đi sẽ đi mua đồ. Đi mua đồ. Coi hàng. Vĩnh nha, nó bay đó, nó bay mất luôn. Không thể bay được. Nặng. Có ma đẹp quá. Rồi ma đẹp quá. Ma đẹp quá. Wow, good. Thank you, rồi. Ê, coi chừng con. À, rồi gần 8 tuổi rồi. Rồi còn có chưa được tháng nó 8 tuổi rồi chị ơi. Dạ. Yeah, 12 tháng 8. Chi quýt. Wow, nắng thế mẹ. Cô gái nè, cốt nè, mang vỏ cốt nè. Đẹp quá. Đây, quay cái đây. Đây rồi. Cốt nè. Mua đồ ra nè. Cái này mấy sắp hàng làm gì đông quá. Made at MADE.
Sapa, coffee Sapa. Trời ơi, nắm anh không buông hết tên đi. Ra đi. Đó đi ra. Ra đó đi ra, nó kêu kìa. Ra đi. Rồi. Này Starbucks cà phê có giới thiệu cho nè đúng không? Không, nó giới thiệu cho em này biết là chỗ nào chỗ nào chị uống không? Không muốn chị không phải không sợ mà thôi mới uống ở nhà. Hai biết đi phun ok good. Hai hai bao nhiêu? Ở đây hôm nay trong cà phê thưa ba quá chạy xa luôn, thấy ăn con là khét. Thưa ba làm mà đậm đặc ngon dữ sợ, con mà bỏ nó vô nó hết sảy luôn. Ba chỉ con làm. Hồi lãng mắt cái mẹ nữa. Ok, muốn chết luôn rồi. Ừ, đi mua gì vậy? Để coi sữa con cái nó bỏ đường. Lãng quá. Ừ, coi sữa. Bỏ đường chút. Này đến cái đó đi. Ok. Dậy đâu? À. Nó hai chồng Mỹ nó có đồ hốt được. Ừ. Nè con đâu rồi? Đem má thì đâu rồi? Nhỏ nhỏ chạy má nữa nè hả? Đi hồi tao dắt mắt luôn á. Muốn đi đâu phải nói cho má nghe. Nè cái này là giống cái vỏ tôi mang mà không gài đó, phớt phớt kìa. Mang tới cái này vỏ này Vinh nó mua. Nè sân cà lát đó. Rồi thì dùng cái phép. Đó. Thì lấy cái. Tại vì khô này nè, chị nóng không điểm nổi. Gái rượu đó. Gái rượu á. Con phục sắp lên đi. Này nè có cây quạt rồi sao nó không có? Còn đứa đó hả? Quên. Mày để nó ở đây nha. Mày để đây nha. Ok. Mày để đây nè nghe. À chị. Chị con này theo không theo vô cho tôi vô giọng này coi chút xíu. Chị chạy giá cho mình có hàng mới tôi vô giọng cho coi chút xíu. Ok. Trời nha gió xin chào. Ở nhà. Ok, ăn sáng rồi chơi chút nha, tư dẫn đi rồi vô chổng cho má nó cái ừ. Rồi gặp ba má nó cái ừ. Ok, giỏi quá. Ok, rồi, vô, lại con má nắm. Đây đi vô.
tiệm kiếm chị 60% bớt nữa. Nhờ kiếm bà má con. Thôi, hai, how you? Cái này tiệm kiếm. Nhiều cái kiếm cũng đẹp lắm này. Này đây ba cái này nam rồi, YouTuber rồi. Này cô nhân YouTuber. Đẹp quá. Nó quảng cáo xanh và lát nè. Ở đây cái. Kiếm bà má con nha. Mà kiếm đủ thứ hiệu cốt rồi 30% ốp mà nó nói mà cái mắt kiếm thứ nhì mới được 30% để vậy đó. Bây giờ mình nè chiếu gần đi ăn thấy rõ chứ nè. Ok để dẫn cho nội nào đây quay cho nội con ba cái. Ok đẹp gái quá. Ok gì chẳng ok đẹp. Thầy là cơ bầu. Thầy cũng đang nhìn kiếm. Nhiều loại kiếm lắm thầy. 30% nói vậy chứ nãy con hỏi rồi cái tiền gì 200 mấy gần 200-280 mấy mà nó thấy cái thứ nhì mới ốp 30% rồi nói thứ nhất là không có ốp mà nó mua 200 2 cái tiếng. Đây nhà hàng này thêm nhiều mà hàng lắm cái nhà này mình zoom lại cho nó thấy bự chút ha. Kiến đây, dạ đây, ok, ok, rồi ha, đi làm á, ha con, ok, good, thấy con gạo luôn, này Michael, nói Michael Code nè, hiệu nè, gian hàng này mắc tiền nè cái nhà, hồi nãy nó có đưa cho mình coi rồi, mình thì lủi vô gian hàng này, nó mắc tiền. Hiệu này nè, này đậu hiệu không nói từ 200 mấy 300 mấy không à. Mình muốn mua cái chứ mình đang mang mà cho cái người quen mà không có. Nói đây nó qua từ đợt đó, ngày mai cũng có. Bắt này có cái vỏ hiệu đó. Xíu rồi. Nè em khê nè, mai cũng có. Ở đâu vậy? Xíu qua đây chút xíu. Đừng đi đi mất chạy mất cái màu. Má đi mua nè, coi nè, cà lá đẹp nè. Đừng đi đâu nha con, đi đi tiếp rồi. Hiểu không rồi, đâu hiểu không rồi. Chỉnh cô Chiêu cậu ấm mà Việt Nam qua đây rồi. Hôm đó trời ơi, năm ngoái đọc tờ báo, người đi tôi qua tới 5,000 mấy đô mà. Đi qua mấy Mỹ ở đâu qua nhờ chỗ ấy. Cái làm kiến nó mang á. Cái mà bảo vệ nó thấy á, theo rồi bể mặt người Việt mình quá trời đẹp đó. Hai anh em có chụp hình đưa lên á, có tiền á, nó báo đăng á, có tiền mua 5,000 mấy vé tiền đô, năm mấy hơn 100 triệu đi mà vậy á. Thì tính thấy người ta quản lý rộng lẻ chắc không sao, phải gì đâu, ở Mỹ thì thấy cái gì đó mà thiên la địa võng đó cả nhà ơi. Hiểu nè, nó là thiên la địa võng mà dẫn đâu. Đi các con, cháu nó kêu đi vậy
mình chỉ có khuôn này là mắc tiền thôi. Đẹp không cả nhà, thấy cái đâu này cho cái này là cho YouTuber đẹp điệp viên không không thấy nha. Này cũng đẹp nè, cái này nó hộp xoài nè, này là coi hộp xoài cho các bác chỉ cái hộp xoài cho cả nhà xem nè, này cho phu nhân YouTuber.
40% ớt. Bên. Nè, cái này cũng đẹp. Cái này cũng đẹp. Này có 60% mốt này rồi, này cũng dạt. Cái này mình không thích cái mà cái hai bên thì còn được được, nhưng mà cái này mình không biết thích được. Nhắc cũng chi vậy. Này cũng tạm được. 60% ớt. Bên này cả nhà xem nha. Để mình mang thử vô cái này coi. Xin lỗi cả nhà nha, tại vì mình mắc thử cái máy rồi quên dòm. Nó hơi chấm cái lỗ này. Đẹp. Cái này mang kiếm thiệt thì nó mát quá thế lắm. Còn miếng giả Trung Quốc rồi thì nó bị nóng mắt. Tiền nào của nấy nè. Xa chút cái mình thấy đậm quá hơn. Kiến vừa lên nè hả? Nó làm má bệnh, nó để mổ mất hoài, má lụng hoài, má cái kia nó kỹ, không có gì dây. Giờ rồi uống chưa hết nữa hả? Ấy cái ly nó táo tôi đâu vậy sao? Rồi. Hồi nãy có dặn. Dặn gì đi? Dặn sáng hôm nay nữa tôi ra tôi uống hai nước đá. Không sao. Nãy có dặn. Hết nước rồi. Không, tôi uống nước đá.
anh Sáu anh dùng quay tôi với chị thôi nha, tiên không có tôi thôi mà tôi quay ai không nhớ tôi. Anh quay tôi với chị. Không có chơi thì cũng không sao. À, để quay lại gì đây, nói gì đây? À, bữa nay lại đi sắp hình. Cái chỗ gì hồi nãy nói quay mẹ rồi. Cái chỗ cũng mở ra rồi, nó đi qua bên này mở với chồng bạn nào. Chào cả nhà, đại gia đình anh chị em và cháu. Hôm nay đi tham gia với gia đình Quốc Vinh, hai chồng với hai đứa con. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, đi ngày thứ tư còn hai ngày nữa. Thứ tư đến năm rồi, còn một ngày nữa, ngày về. Thứ bảy là trở về nhà thông cảm nha, đây không có quay quay, có làm gì chắc vậy là. Cái đúng ra là phải trong vòng mấy tiếng là trễ lắm rồi, nó được từ mấy tiếng là trả lời mấy ngày. Được bất đồng tâm không biết sao. Ok, cảm ơn nhiều. Bye bye. Lại tôi mang nha, mang cái khẩu trang vô. Cảm ơn nhiều, cảm ơn sao. Đây, là Mega nè, nãy giờ dùng nè. Đây cháu nội tôi nè, ngồi thấy đã không? Cho gần luôn nè. À, giờ mới thấy đã không? Ok, vậy mình chút xíu quay lại nha cả nhà. Bây giờ mình mới kiếm cái chỗ khác quay nữa. Nãy giờ quay tìm kiếm quá nhiều rồi. Ok, bye.